Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vườn Nho Nhãn. Hiện giờ trên tay của mình đang có một món đồ chơi, đó là tay ghe nước, rất ấn tượng các bạn. Các bạn thấy là nó chuyển động đây, mỗi lần mình bóp, mình nhấn thì nó sẽ chuyển động. Đây, bạn thấy là đây, khi chúng ta nhấn xuống thì hơi của trong đó nó làm cho các vòng tròn chuyển động các bạn. Trò chơi này rất an toàn và dành cho các bé từ 2 đến 3 tuổi có thể bấm được. Nhưng mà thường nếu các bạn để những bạn 3 tuổi sẽ tốt hơn, bởi vì các bạn sẽ nhận thức về cái việc mà sử dụng hình dung là vòng tròn sẽ vô như thế nào. Đây. Và những năm thập niên 90 thì trò chơi này có hình dạng chỉ là hình vuông hoặc hình chữ nhật thôi. Nhưng qua thời gian thì hiện nay các bạn thấy hình thù rất là đẹp. Rất là đẹp, bắt mắt. Nó tạo những cái sóng giả. Các bạn thấy đây à, tuyệt vời. Để chơi trò này cần rất đơn giản một chuyện, đó là hãy bấm cho nó vô, tất cả các vòng đều vô trong cái khung này à. Và để tiếp tục theo dõi những món trò chơi mới, các bạn hãy đăng ký kênh Vườn Nho Nhãn nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.